Đây con, đây con. Chào mừng quý vị và các bạn đến với trung tâm thương mại Ryan City thuộc tập đoàn Vingroup. Và Duy bắt đầu từ vị trí R4 của khu trung tâm thương mại này. Trung tâm thương mại này là một trung tâm tích hợp cả nhà chung cư cao cấp ở trên tầng cao. Và giá một căn hộ thì nó rơi khoảng tầm 3-4 tỷ dành cho những người có thu nhập trung lưu. Và thời điểm Duy đi lúc này là buổi tối, khoảng 9 giờ tối ngày mùa thu tháng 9 năm 2019. Chúng ta thấy là cái lượng người tham quan ở đây thì rất là nhiều, chủ yếu là gia đình. Ở đây chúng ta thấy rằng khoảng đây đó là khu điện máy, khu ẩm thực, đi thẳng là sân băng, rồi khu ẩm thực, nội thất, sân băng, siêu thị rất là nhiều, một cái trong những cái ngã tư rộng rãi. Mùi này cũng không biết là mùi gì, chắc là ở trong cái từ cái bán nướng này. À thế à? Con thèm à? Chắc là nó xuất phát từ dạp chiếu phim này. Đây là khu trượt băng quý vị này. Hôm nay có thấy cái mới đó là cái giá để lớp trượt băng 10 buổi thì 1.1 triệu. Đó, và quầy bán vé này, giày trượt, hải cầu hỗ trợ, chim cánh cụt, tổng cộng một vé bình thường là bao nhiêu hả anh? 200.000 vé. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn. Đây, 200.000. 200.000 một vé trượt băng ở đây. Trượt này thì chả khác thì trượt ba tanh nhỉ? Lạnh hơn. Hôm nào hai bố con mình trượt nhé. Ô này, tàu hỏa này. Wow. Con đi nhá. Phải đến sân ga thì mới đi được. Ô, đèn ngôi sao. Con xem trượt tuyết á. Đây, vào đây xem nhá. Ôi, hoa này hoa thật, hoa giả nhỉ? Ủa, ta tìm được cái hôm qua, cái anh để anh mua rồi đấy. Đâu? Đấy. Bây giờ mình đi tiếp nào. Đây đi luôn. Đây là bán. Thôi đi con ơi, đi đây, đi tiếp đây. Đây là gian hàng ẩm thực. Duy thấy rằng ở Ryan City so với này Times City
cũng là hai cái khu trung tâm thương mại của tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng. Thì như thấy ở Royal City thì hoành tráng hơn, ở cái không gian cũng rộng hơn, cái lối đi cũng rộng hơn, và cảm giác mọi thứ nó đông đúc hơn, vui hơn. Royal City thì nằm ở trên đường Nguyễn Trãi, thưa quý vị, gần giao với lại ngã tư Sở, nó thuộc quận Thanh Xuân, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 6 km. Có đi không? Lên đi, lên đi, lên đi. Đây mua vé đây, em đi không? Đấy, em mua cho ba. Thôi từ từ con, từ từ con. Yeah. Bán cho anh hai vé cho con. Bao nhiêu tiền em? Ờ. 60.000 đồng. Được chưa? Hai chị em. Một người lớn thêm 30.000 nữa cho bà chị em rồi. Cô lớn hơn nhiều mình chị em. Hai trẻ em. Đấy em về lại hai con lên trước đi. Con đi theo mẹ kìa. Đây con cầm Đây lên đây được này. Đi lên nè. Đây con cầm máy cho bố. Quay nhá. Quay bố chờ ở đây nhá. Quay xung quanh. Vâng, thêm 30.000 thêm 30.000 là 90.000 ạ. Anh Duy ơi, mua thêm một vé 30.000 nữa. Mua thêm một vé 30.000 nữa. Bao nhiêu hả? Anh trả đi cho em đấy. Bố là con cầm quay nhà bố. Đi chơi. Không. Hãy cho bố đi. Anh có lên không? Anh lên đi. Lên được à? Được không? Em không đi á? À thế à? Rồi, chúng ta cùng đi nhá. Ok. Hả? Nhà của ta hơi cao nhỉ? Con chào mẹ đi. Và thưa quý vị, bây giờ Duy sẽ mời quý vị và các bạn cùng gia đình Duy đi một vòng trên tàu hỏa này, xem là đi một cái đồng. Rồi tàu bắt đầu đi rồi. Thank you.
hai cháu nhỏ đi cái tàu hỏa đây. Vé của các cháu nhỏ là 30.000 và hai vé của cháu nhỏ thì được kèm một người lớn. Video của Di khám phá về những cái trải nghiệm từ chỗ gửi xe đến chỗ cái tàu hỏa này khi được tạm dừng, và Di sẽ hẹn lại quý vị trong những cái trải nghiệm sắp tới nữa. Đây là đài phun nước quý vị.